Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập tiếp theo, tức là chúng ta đi vào tiết số 3 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, bài 8. Bài số 1 yêu cầu các bạn tính theo mẫu. Chúng ta có bài mẫu như sau, yêu cầu các bạn tính kết quả của 0 nhân với 2. 0 nhân với 2 tức là có hai con số 0 cộng với nhau. Đấy, tức bằng 0 cộng với 0 thì bằng 0. Như vậy chúng ta có phép nhân là 0 nhân 2 bằng 0. Làm tương tự như vậy, các em tính cho cô kết quả của 0 nhân 3, 0 nhân 4, 0 nhân 5. Các em hãy dừng lại làm, sau đó đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô đi chữa bài như sau. Cô có 0 nhân với 3, tức là có 3 con số 0 cộng với nhau. 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. Như vậy chúng ta có kết quả 0 nhân 3 bằng 0. Sang ý tiếp theo, 0 nhân với 4. 0 nhân với 4 tức là có 4 con số 0 cộng với nhau. Như vậy 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 thì bằng 0. Thì chúng ta có kết quả 0 nhân 4 bằng 0. Sang phép tính tiếp theo là 0 nhân với 5. 0 nhân với 5 tức là có 5 con số 0 cộng với nhau. Tức bằng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 cộng thêm 0 nữa. Kết quả vẫn bằng 0. Như vậy 0 nhân với 5 thì chúng ta ra kết quả là bằng 0. Vậy chúng ta nhìn lại một chút, ta có 0 nhân 2 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0 và 0 nhân với 5 bằng 0. Như vậy chúng ta có nhận xét số 0 nhân với số nào thì cũng bằng 0. Đấy, số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng ra kết quả bằng 0. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1A. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 1B. Ai chưa xong bài tập số 1A, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong bài tập số 1A. Ta có bài tập số 1B như sau. Bài tập số 1B vẫn là một bài tính nhẩm. Các em cũng dừng lại làm, sau đó các em đối chiếu với phần bài chữa của cô. Ta có 0 nhân 6 bằng 0, 0 nhân 7 bằng 0, 0 nhân 8 cũng bằng 0 và 0 nhân 9 cũng bằng 0. 0 nhân với bất kỳ số nào cũng ra kết quả bằng 0. Cái này chúng ta áp dụng cái phần nhận xét ở câu A. Đấy. Tiếp theo, ta có 0 chia 6 bằng 0, 0 chia 7 bằng 0, 0 chia cho 8 bằng 0 và 0 chia cho 9 cũng bằng 0. Như vậy chúng ta có nhận xét thứ hai như sau. Số 0 chia cho số nào khác 0 thì cũng bằng 0 cả. Đấy. Số 0 này, miễn là cái phần số chia về sau khác 0. Đây, số 6, số 7, số 8, số 9 là những số khác 0. Như vậy, số 0 chia cho một số khác 0 thì luôn ra kết quả bằng 0. Như thế là chúng ta vừa đi xong hai bài 2 ý A và B của bài tập số 1. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em dừng một chút làm cho xong. Sang bài tập số 2, hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Như vậy, để biết hai phép tính nào có cùng kết quả thì các em sẽ tính kết quả của các cái phép tính này. Các em lấy bút chì, các em ghi kết quả ở cạnh các cái phép tính. Đấy, ghi các cái phép tính trên các cái máy bay ở đây. Và chúng ta ghi các cái phép tính ở đây, ở phía dưới này, ghi kết quả ra các bạn. Các bạn dùng bút chì, các em ghi kết quả tương ứng nhé. Sau khi các em tính ra được kết quả rồi thì chúng ta sẽ nối những cái phép tính có cùng kết quả với nhau. Ta có phép tính thứ nhất 0 chia 6 bằng 0. Phép tính thứ hai 15 chia 3 bằng 5. Tiếp theo 3 nhân 4 bằng 12. Phép tính tiếp theo 14 chia 2 bằng 7. Tất cả các cái phép tính này các bạn ghi kết quả, lấy bút chì các bạn ghi kết quả tương ứng. Các phép tính ở phía dưới cũng vậy, các em dùng bút chì các em ghi kết quả tương ứng cho cô. Ta có 28 chia 4 bằng 7, 5 nhân 0 bằng 0, 25 chia 5 bằng 5 và 2 nhân 6 bằng 12. Sau khi các em tính ra các kết quả tương ứng như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bút, chúng ta nối những kết quả giống nhau, các bạn nối đến với nhau, đúng không? Như vậy cái phép tính này ra kết quả bằng 0, cái này cũng bằng 0. Như vậy đây chúng ta sẽ nối cái phép tính 0 chia cho 6 với kết quả với cái phép tính là 5 nhân 0. Vì hai phép tính này cùng ra kết quả bằng 0. Cái này ra kết quả bằng 5, cái này cũng bằng 5. Vậy các em sẽ nối hai phép tính là 15 chia cho 3, các bạn sẽ nối với phép tính 25 chia cho 5 vì cùng ra kết quả bằng 5. Tiếp theo chúng ta thấy kết quả của phép tính này bằng 12, cái này cũng bằng 12. Như vậy chúng ta sẽ nối hai phép tính này với nhau. Và cuối cùng chúng ta thấy phép tính 14 chia 2 bằng 7 đây, với 28 chia 4 cũng bằng 7. Như vậy hai phép tính này các bạn sẽ nối với nhau. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành được thêm bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong thì các em hãy dừng một chút để làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3 như sau. Ta có bài tập số 3. Tổ 1 có 8 bạn. Mỗi bạn góp 5 quyển vở để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Hỏi tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở? Như vậy ở đây cô có tóm tắt như sau. Tổ 1 có 8 bạn, mỗi bạn thì góp 5 quyển vở. Hỏi tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở? Các em hãy dừng lại làm. Sau đó các bạn sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô sẽ chữa bài cho các bạn như sau. Muốn biết được tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở thì các em sẽ làm phép toán. Toán gì ở đây? Chúng ta sẽ làm phép toán nhân, đúng không? Mỗi bạn góp 5 quyển mà ở đây có 8 bạn. Như vậy chúng ta sẽ lấy 5 các em nhân với 8 sẽ bằng 40 quyển vở. Như vậy tổ 1 góp được số quyển vở là chúng ta có phép toán 5 x 8 bằng 40 quyển vở và đáp số là bằng 40 quyển vở. Như vậy chúng ta vừa xong thêm được bài tập số 3. Tiếp theo cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong bài tập số 3 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. Biết rằng đường gấp khúc ABCDE gồm 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là bằng 3 cm. Đây chúng ta có đường gấp khúc ABCDE. Khi tính độ dài đường gấp khúc thì các em xem thử đường gấp khúc đấy được tạo nên từ bao nhiêu đoạn thẳng và độ dài của các đoạn thẳng đấy bằng bao nhiêu. Các em cộng độ dài của tất cả các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc thì chúng ta sẽ được độ dài của đường gấp khúc. Như vậy các bạn dừng lại làm, sau đó các bạn đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô chữa bài 4 như sau. Ta có độ dài đường gấp khúc ABCDE là ở đây nó được cái đường gấp khúc này gồm 4 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng 3 cm. Như vậy cô cộng độ dài của các đoạn thẳng này với nhau thì cô có 3, lấy độ dài đoạn AB, cô cộng với độ dài đoạn thẳng BC, cộng với độ dài đoạn thẳng CD và cộng với độ dài đoạn thẳng DE. Như vậy bằng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 12 cm. Vì ở đây là có 4 con số 3 cộng với nhau thì các em có thể viết là phép cộng, hoặc bạn nào viết là bằng 3 x 4 bằng 12 cm cũng được nhá. Cô nhắc lại ở đây độ dài đường gấp khúc các em lấy 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12. Hoặc bạn nào viết phép toán là 3 nhân 4 bằng 12cm cũng đúng nhá các bạn. Bởi vì ở đây nó gồm 4 đoạn thẳng có cùng độ dài 3cm. Đáp số là bằng 12cm. Như vậy chúng ta vừa đi xong được bài tập số 4. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Những ai chưa xong bài tập số 4, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 4. Ta có bài tập số 5 như sau. Yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm. Trong bức tranh này chúng ta có một chú ốc sên. Chú ốc sên này sẽ phải đi qua các cái phần hỏi chấm để đến nhà của mình. Như vậy ở đây các em sẽ thực hiện các cái phép nhân và các phép chia. Được kết quả bao nhiêu các bạn điền vào phần hỏi chấm ở đây. Các em hãy dừng lại làm, sau đó hãy đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô chữa bài số 5 cho các bạn như sau. Cô có 2 nhân 6 bằng 12. Như vậy ở cái hỏi chấm đầu tiên này cô điền số 12 vào. Tiếp theo cô có 12, lấy cái kết quả 12 này cô chia cho 3. Được kết quả bao nhiêu cô điền vào phần hỏi chấm này. Như vậy ta có 12 chia cho 3 thì bằng 4. Các bạn điền số 4 vào đây. Tiếp theo các em lấy 4 nhân với 0. Được kết quả bao nhiêu các bạn điền vào đây. Như vậy chúng ta có 4 nhân với 0 thì bằng 0. Tất cả các số khi nhân với 0 thì đều bằng 0. Như vậy chúng ta được cái hỏi chấm cuối cùng các em điền số 0. Như vậy là chúng ta đã vừa giúp bạn ốc sên tìm ra các số ở phần hỏi chấm và đi về đến nhà của mình rồi đấy các em ạ. Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi nốt được tất cả các cái bài tập còn lại ở trong tiết thứ 3 của bài 8 sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô, các em hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa là Ms Hạnh để xem thêm các video miễn phí khác ở trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.